câu đâu cũng được, miễn là được câu. À? Thế câu hòa bình có được không anh? Ok. Hôm nay mình làm mồi câu tổng hợp các loại cá anh em ạ. Ốc ngâm B55, B26 và ngô ngâm B52. Và bây giờ thì ra trận thôi. Hồ Vân Tớp trên Hòa Bình này có chiều dài khoảng tầm 800m và chiều ngang rộng trung bình khoảng tầm 1-200m anh em ạ. Cá vào khá nhanh, sau khi xào ổ tầm 20 phút thì đã có tín hiệu phao. Đấy rồi. Khai trận là một con chép anh em ạ, tuy nhỏ một chút nhưng khá đẹp. Đây rồi, hàng khủng đây rồi. Và đây chính là kết quả cá câu của mình tại hồ Vân Tớp. Hẹn gặp lại anh em trong những chuyến du câu tiếp theo cùng Cường Bá Vương.